đúng không, anh em mình quý mến nhau thì tâm sự với nhau, ghét bỏ nhau là mới gì. Các em chưa tiếp xúc với anh thì các em chưa thích anh thôi, để các em chỉ biết anh qua mạng xã hội thôi. Các em tiếp xúc bên ngoài thật đi, ai cũng muốn chơi, ai cũng muốn chơi, muốn yêu anh, muốn hôn anh luôn. anh sống tình cảm rồi đâu, anh sống tình cảm, anh trọng chữ nghĩa, ai động đến danh dự gia đình, những người anh em của anh thì anh lên đường, mà anh sai anh chịu sự trả giá của pháp luật rồi. Bây giờ về xã hội mọi người quý mình quý lại mọi người, có gì đâu mà mọi người lại ghét bỏ, chửi bới làm cái gì, đúng không? Chào Hoàng Phi Hùng nhá. Yêu thương nhau mà chẳng được, ghét nhau. Đúng rồi. Nè, yêu thương nhau của mẹ đi. Anh có tuyển đàn em không? Khôi giỏi ơi, đến vợ con anh em chả lui được, cây tuyển đàn em. Anh Khoa Bri. Anh nha. Không đàn em thằng nào. Đây. Một người anh chốc hết. Đây là thầy mình nhá, thầy Hiền Lê, thiền Hiền Lê Gambi nhá. Anh em nào mà muốn đi trùy kiếm pháp thì gặp thầy Hiền nhá. Đấy. Uy tín luôn nhá. Uy tín đi silicon luôn, các em các chị mê luôn. Bữa này về làm cho Khoa mẹ mày trục trái luôn. 8 viên thôi. Hả? 8 viên thôi anh ạ. 9. 9 viên à? 9 số đẹp. Được, làm 9 viên. 9 viên chạy chạy vòng nó bị silicon nhá. Ui, chim vòng mày to như khẩu súng sợ. Chị Khoa bằng này này. Anh cứ bán báo em trên này chết. Tí gọi đưa lên TikTok bây giờ. Ai tả sao TikTok không còn. Anh em mà gặp Khoa là anh muốn gặp em ở ngoài nhưng không biết gặp kiểu gì á. Cảm ơn anh Còi nhá, yêu Còi. Thơm Còi cái. Ông mình ở Thái Phù nhá. Bạn cứ đánh bản đồ lên Thái Phù không hỏi Hồ Văn Khoa, ai biết đến đây. Bây giờ sân bay là Khoa luôn. Mình chỉ có tình cảm thôi. Đấy, không có tiền mời các bạn ăn sơn nào hải vị thì kiểu gì cũng mời là bắt cơm canh dưa cả. Đấy, tình cảm 2226789. Mâm cơm giỏ hạnh phúc to. Không có gì ngoài tình cảm, tiền không có nhưng tình cảm thì nhiều. Mình nghèo tiền nghèo của thôi, tình cảm mình không nghèo. Anh nhớ hữu bộ không? Ờ bạn anh mà. Sóc Sơn chào anh em nhé. Ok chào anh em Sóc Sơn. Anh Hiển Lơ cái gì kìa? Anh Hiển Lơ Gambi à? Đúng rồi. Anh Khoa Khoa. Chào Hiệp Hiệp em nhá. Hiệp nào ấy nhỉ? Cảm ơn Cún Cô Đơn nhá, yêu Cún Cô Đơn nghe. Đấy xài, tặng tim. Bây giờ ai cứ tặng tim tặng hoa là mình hôn cái cho tình cảm đi lên. Tặng ở đâu nhỉ, mình không biết cái này là không, chả biết em biết gì đâu. Hả? Dạ. Chả biết, mới chơi không biết gì đâu. Tặng được cả cái gì lên cơ nhỉ. Xong được tiền đấy nhỉ. Không chắc người ta lạp tiền ra mới tặng được đấy. Ừ, mình đấy, đấy. Cảm ơn Hà Anh Dũng nhá. Cảm ơn thưởng yêu Hà Linh nhá. Yêu tặng, ấy. Tặng 10 hoa này là như yêu nào? Hà Anh Dũng này, duyên em này, yêu ấy. Ôi trời ơi. Ông này là con gái chắc chở hết. Cảm ơn Hà Linh nhá. Về phép. Cảm ơn Tâm Tâm. Qua tí đã thịt. Yêu mọi người rất nhiều. Đấy, tình cảm ấy. Thế phải yêu nhau không? Thật. Tặng hoa, tặng cảm hoa ơn mẹ bé Hòa Mắm nhá. Yêu em, ui anh tặng em quay kem à. Ui giời ơi, đang thèm kem. Một. Cảm ơn Hà Linh nhá. Mọi người tặng hoa cho mình qua đây, sau này gặp ở ngoài mình sẽ tặng mọi người cả bó hoa luôn. Không có gì ngoài hoa, đầy hoa. Cảm ơn Hà Anh Dũng, cảm ơn Thưởng nhá. Cảm ơn bé Hòa Mắm nhá. Ui giời ơi. Nhiều thế. Tặng nhiều kem đấy, ăn đi. Lên anh em ơi, lên. Ăn viêm hết cả họng mấy nơi rồi. 5k người đang xem rồi, lên đủ 6k đây.